Các bạn thân mến, tôi đang có mặt ngay trong buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam ngay sau trận đấu với U23 Bahrain, một buổi tập mà chúng ta chỉ có rất ít các cầu thủ có mặt tại đây, bởi vì là một trong những lý do là những cầu thủ đá nhiều trong trận đấu gặp U23 Bahrain đang tập phục hồi tại khách sạn. Ngày hôm nay là một ngày thời tiết khá nắng và tuy nhiên như đã biết thì với một cái cảm giác không quá nóng khi vào bóng râm thì đem đến cho một cái cảm giác dễ chịu đối với những cầu thủ. Mặc dù vậy thì lúc này thì khoảng 10 giờ hơn vào một buổi sáng thì trời cũng khá nắng và các cầu thủ ra sân với cái cảm giác là cũng hơi oi. Tuy nhiên là các cầu thủ cũng có một cái trạng thái cũng như là một cái gương mặt khá là phấn khởi, khá là vui để sẵn sàng cho cái buổi tập mà phục hồi ngay sau trận đấu gặp U23 Bahrain. Bên cạnh đó là một vài cầu thủ cũng đã phải đi cùng bác sĩ Cho Yu Jang để tái khám để xem tình trạng mức độ nghiêm trọng của chấn thương của mình. Chúng ta cùng quan sát xem hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam với ít ỏi các cầu thủ có mặt tại sân vận động Costum sẽ tập luyện những điều gì. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.